Không cần cố gắng uống 2 lít nước, hay uống vào năm thời điểm này là đủ. Ai cũng biết nước cần thiết cho cơ thể, nhưng vì bận rộn chúng ta thường quên uống nước. Chỉ cần uống nước vào năm thời điểm này, bạn yên tâm cơ thể luôn đủ nước. Nước chiếm khoảng 70% khối lượng của cơ thể con người và phân phối khắp nơi trong cơ thể như máu, cơ bắp, xương tủy, phổi. Chúng ta có thể nhịn ăn vài tuần, thậm chí vài tháng nhưng không thể không uống nước trong vài ngày. Hay uống thêm một ly nước mỗi ngày chính là một trong những bí quyết sống khỏe của đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama. Hiện nay chúng ta đều được khuyên rằng uống nước lúc nào thấy khát, nhưng thật ra cơ thể cũng cần uống khoảng 2 lít nước, tương đương khoảng 8 cốc nước mỗi ngày để đảm bảo sức khỏe, hỗ trợ thải độc tố và chống lão hóa. Tuy nhiên đa số mọi người quên uống vì quá bận rộn. Theo chuyên gia dinh dưỡng người Ấn Độ, Nupur Krishnan, lối sống của đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định số lượng nước nên tiêu thụ. Nếu bạn có một lối sống ít vận động và làm việc trong môi trường điều hòa cả ngày, không có điều kiện để nước thoát ra theo tuyến mồ hôi thì chỉ uống nhiều nhất là 2 lít nước. Nếu uống nhiều, nước sẽ tích lũy trong thận và gây phù nề. Còn với người hoạt động thể chất nhiều, uống 3 lít nước mỗi ngày mới đảm bảo sức khỏe, theo ông Chrisman cho hay. Các chuyên gia tiết lộ những mẹo nhỏ giúp bạn không còn quên uống nước và nạp đủ 2 lít nước mỗi ngày mà không cần cố gắng quá nhiều. 1. Uống từ 1 đến 2 cốc nước, đặc biệt là nước ấm ngay sau khi ngủ dậy để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và đem lại cảm giác ăn ngon hơn khi dùng bữa sáng. 2. Uống một cốc nước trước bữa ăn khoảng 30 phút để giúp giảm cân. 3. Không uống nước trong hoặc ngay sau khi vừa kết thúc bữa ăn vì nó làm loãng dịch tiêu hóa. 4. Uống nước khi bạn cảm thấy đói bụng để tránh phải ăn vặt. 5. Uống một cốc nước khi bạn cảm thấy mệt mỏi nhằm tăng thêm sức mạnh cho não bộ. 6. Uống một cốc nước trước khi và sau khi tắm vì cơ thể dễ mất nước mỗi khi bạn tắm. 7. Uống một cốc nước cuối cùng của ngày, hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào trong khi ngủ. Lưu ý, Viện Y học Mỹ khuyến cáo phụ nữ mang thai nên uống 2,3 lít nước và người cho con bú nên bổ sung khoảng 3,1 lít nước mỗi ngày. Ngay sau khi chơi thể thao không nên uống ngay, uống nhiều nên uống từ từ thành từng ngụm nhỏ. Không nên uống nước quá lạnh, sẽ làm ảnh hưởng đến dạ dày, nhiệt độ nước tốt nhất chỉ nên ở khoảng từ 10 đến 20 độ C. Không nên uống nước lã hoặc nước chưa được xử lý để tránh nguy cơ bị nhiễm khuẩn. Không uống nước, bị đun đi đun lại nhiều lần, nước sẽ bị mất đi các khoáng chất như trì, nitrat, cadmium.